Thường thì chúng ta được biết là có 3 hệ trác quỷ tồn tại, Parabesia, Lugia và Zoan. Trong đó, Zoan cũng được chia ra làm 3 hệ, Zoan thường, Zoan cổ đại và Zoan thần thoại. Và trong 3 hệ Zoan này, chúng ta có thể xem Zoan thần thoại là một hệ riêng biệt của trác quỷ, vì nó hoàn toàn khác biệt so với 2 hệ Zoan kia. Mà nói đúng hơn thì 2 hệ Zoan kia thì nó gần như giống nhau, chỉ khác cái là động vật thời hiện đại, còn cái kia là động vật thời tiền sử mà thôi. Và dù có hiện đại hay tiền sử, thì chỉ có thể chắc chắn một điều là chúng không thể nào so sánh được với sức mạnh của những sinh vật thần thoại. Và chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng thử so sánh sức mạnh của Zoan thần thoại là khủng khiếp hơn so với Zoan cổ đại hay Zoan thông thường như thế nào nhé. Zoan thần thoại hiếm hơn cả Logia. Đặc điểm đầu tiên phải nói, thứ thú vị nhất của trái Zoan thần thoại, nghe cái tên thôi thì các bạn có thể thấy là nó hiếm tới mức nào rồi đúng không? Hàng thần thoại đâu phải là thứ mà cứ đi ra đường là sẽ có đâu. Sức mạnh Zoan thần thoại, để sở hữu được một năng lực biến thành thần thú thì không thể nào cần là có ngay được. Và như đã biết trong truyện, thì năng lực này thậm chí còn quý hiếm và đáng giá hơn hệ Logia rất nhiều lần nữa đấy. Thế nên là các bạn cũng biết giá thành của nó không hề rẻ rồi. So với một trái Logia thông thường thì tất nhiên giá tiền của nó sẽ chênh lệch với nhau rất nhiều. Thì Zoan thần thoại còn được xem như một báu vật cực kỳ quý giá mà bất kỳ ai cũng muốn có được. Thậm chí là với một vài đôi bạn thì việc tặng cho người kia trái Zoan thần thoại thôi cũng đã mang ý nghĩa rằng người kia phải mắc nợ mình cả đời rồi. Nên có thể nói rằng sự khác nhau dễ thấy nhất giữa hai loại Zoan này nằm ở độ hiếm và giá trị của nó. Chưa kể tới việc người ta cũng thử nghiệm và nhân bản Zoan thần thoại, chứ không ai thử nghiệm và nhân bản Zoan thường hết. Mà lạ cái là thí nghiệm tạo ra bản sao trên Zoan thần thoại thì thành công, còn thí nghiệm tạo ra Zoan bản thường thì lại trở thành quái vật như đám này đây. Zoan thường thì chỉ có thể biến thành động vật thường. Sự khác biệt tiếp theo là đặc điểm biến hình của hai sức mạnh. Thông thường thì các bạn có thể thấy là Zoan bình thường hầu như chỉ có thể biến ra các loài vật bình thường, có cả những loài thú hiếm, những loài dữ tợn và những loài thú hiền. Nhưng tất nhiên là chúng đều tồn tại ở ngoài đời thật và có thể chạm vào được một cách dễ dàng, trừ một số loài máu lạnh thì khó thôi. Zoan bình thường có thể biến thành bất kỳ động vật nào có trên thế giới, từ chim chóc, thú ăn thịt, thú săn mồi và thậm chí là cả những loài bọ cũng có nữa. Tuy nhiên thì so với trái Zoan thần thoại thì việc biến thành những loài vật mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy nó ở ngoài đời có lẽ như là một điều gì đó rất bình thường. Và tất nhiên là nó chẳng thể nào so với năng lực của một trái Zoan thần thoại được. Đặc biệt là Zoan thần thoại đều là những sinh vật bước ra từ các câu chuyện được truyền miệng và kể lại, chứ gần như là chưa ai thấy chúng xuất hiện ở ngoài đời hết. Ví dụ như rồng, phượng hoàng, bát đại kỳ sa, thậm chí là cả Phật tổ, rồi thần thánh, vân vân và mây mây. Những sinh vật bước ra từ năng lực của thần thoại đều là những sinh vật hư cấu và không có thật. Vì đúng là chẳng thể nào nhìn thấy một con rồng xanh bằng xương bằng thịt bay bên ngoài được nếu như không sử dụng sức mạnh của trái Zoan thần thoại. Và giống với những trái Zoan bình thường, thì người sử dụng trái Zoan thần thoại cũng có suy nghĩ và khả năng của những con vật đó. Tất nhiên là vì hàng thần thoại nên khả năng của chúng cũng sẽ khác đi rất nhiều so với những động vật từ trái Zoan bình thường kia. Nhưng để mà nói thì không phải lúc nào Zoan thần thoại cũng mạnh hơn và đáng sợ hơn Zoan bình thường, vì rõ ràng là nó còn phụ thuộc vào người sử dụng. Tuy nhiên, có nhiều năng lực Zoan thần thoại đặc biệt mà chỉ cần nhìn vào thôi là ông bà xung quanh sẽ báo hiệu cho bạn cần phải chạy đi ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi. Zoan thần thoại có sức mạnh thêm. Bên cạnh việc có độ hiếm ở mức siêu cao và mang khả năng biến thành những sinh vật huyền bí hơn, hàng hiệu hơn và tất nhiên là đặc biệt hơn rất nhiều, thì Zoan thần thoại cũng có cho mình những đặc quyền riêng của nó mà chỉ có đó mới có được. Theo tính năng cơ bản của trái Zoan thì người sở hữu khi ăn một trái Zoan vào người là họ có thể biến thành loài vật tương ứng và sử dụng được những khả năng mà con vật có thể làm được như bay, chạy, nhảy, đào đất hoặc thậm chí là suy nghĩ một cách thông minh. Và tất nhiên là Zoan thần thoại cũng có những đặc điểm này, nhưng xịn hơn rất nhiều. Trong khi ở Zoan thường, những loài vật mà người dùng sở hữu đều có tập tính và khả năng bình thường mà bất kỳ con nào cũng có thể làm được. Chỉ có là vì loài đó đặc biệt nên mới làm tốt hơn những loài khác một tí. Nhưng suy cho cùng thì năng lực của Zoan bình thường có nhiều điểm tương đồng nhất định. Nhưng còn Zoan thần thoại thì nó lại nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. So với việc các con vật tương đương nhau thì Zoan thần thoại hoàn toàn sở hữu cho mình năng lực cực kỳ riêng biệt mà chỉ có sinh vật thần thoại đó sở hữu. Đặc biệt như bát đại kỳ sa Orochi, dù có chặt đứt đầu thì vẫn có thể sống tiếp và tiếp tục lanh quanh luẩn quẩn mà không phải chết. Phải có một cách đặc biệt gì đó để giết người sử dụng sức mạnh này, chứ cứ chặt đầu thì lại mọc ra và sống tiếp.
hay với trái Zoan thần thoại hồ ly, giúp cho người sử dụng có thể biến thành bất kỳ ai họ muốn. Và đặc biệt nhất là trái thần mặt trời Nika, có khả năng chiến đấu tự do, tùy thuộc vào sự sáng tạo của người sử dụng. Có thể nói rằng, riêng từng trái Zoan thần thoại mang sức mạnh riêng biệt, hoàn toàn khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là biến thành một sinh vật nhất định. Và đương nhiên là nó độc đáo hơn bất kỳ sức mạnh trái ác quỷ nào khác. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có Zoan cổ đại, cũng có thể liệt lớp Zoan này vào loại thường vì khủng long đã từng tồn tại vào thời xa xưa. Nhưng được cái là từng loài khủng long sẽ có vài năng lực đặc biệt khác nhau, có thể kể đến như trực thăng tam giác long, ná bắn chim phong cách thằng làng sấm, hay khả năng chia tách cơ thể của một con khủng long cổ dài. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết được là nó có thực sự là khả năng của các con khủng long này hay không, hay là do có bàn tay công nghệ và khoa học nữa không biết. Zoan thường ăn vào là dễ dàng sử dụng sức mạnh. Có thể nói rằng, sức mạnh của trái Zoan bình thường rất là dễ sử dụng. Đúng rồi đấy, không sai một tí nào đâu. Lấy ví dụ như Kaku, đặc vụ CP9 này đã ăn một trái ác quỷ hệ Zoan trước khi làm trận combat với Zoro. Và đáng xem, anh chàng đã có năng lực hóa thành một con hươu cao cổ, đem một con hươu cao cổ đi đánh nhau. Chuyện giỡn như thật. Nhưng mà đừng xem thường hươu cao cổ nha, vì chúng ta đều thấy là Kaku đã tỏa sáng tới mức nào bằng năng lực này trong trận chiến với Zoro. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở chỗ, thời gian mà Kaku ăn trái ác quỷ cho đến trận chiến với Zoro là không lâu, thậm chí là chỉ có vài giờ trước khi bằng mũ rơm đến được Enies Lobby. Nhưng ngay lập tức, các bạn có thể thấy rằng Kaku sử dụng sức mạnh đó một cách thành thạo tới mức nào. Thậm chí là còn có thể nói rằng anh hiểu rất rõ về tập tính của hươu cao cổ nữa. Đúng là chúng ta không chỉ nên lấy mỗi ví dụ ra để nói cho toàn thể trái Zoan, nhưng còn ai nữa đâu nào. Và đến trái Zoan thần thoại, hãy lấy ví dụ là Luffy đi cho dễ hình dung. Vì sự thân quen của cậu, như các bạn đã thấy thì ngay từ khi còn nhỏ, lúc Luffy ăn được nó là cậu đã không biết sức mạnh của mình là thứ gì rồi, thậm chí là ngay cả tên trái ác quỷ và năng lực cũng là nhờ Sang nói ra là cao su thì cậu mới biết. Và suốt cả tuổi thơ mình, Luffy chỉ luyện tập sức mạnh cao su này chứ chẳng hề biết gì đến việc có một vị thần trú ngụ bên trong cơ thể của cậu. Thậm chí là khi đã lớn và ra khơi, đi phiêu lưu lung tung, đánh với bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh trên trời dưới đất mà Luffy vẫn chưa biết được năng lực thực sự của mình là thứ gì. Và cậu chỉ nghĩ đơn giản đây là trái cao su mà thôi. Chưa kể là trong quá khứ, việc luyện tập và thành thục được sức mạnh này đối với Luffy mà nói là nó quá khó. Cậu không phải một ngày hai ngày mà kiểm soát được sức mạnh cao su của mình. Hay với Momonosuke, mặc dù chỉ là nhân tạo, nhưng trái ác quỷ của cậu bé chính là bản rep 11 của trái Uo mà Kaido sở hữu, có đủ mọi loại năng lực của một con rồng bên trong nó. Nhưng đến bây giờ, chỉ riêng việc bay thôi cũng khiến cho Momo gặp không ít khó khăn, chứ đừng nói là làm những thứ khủng khiếp hơn như Kaido. Vậy nên có thể nói rằng, trái Zoan thần thoại đúng là rất mạnh, nhưng để làm chủ được nó thì không phải một ngày hai ngày đơn giản như trái Zoan thường được, mà như đã thấy trong phim, thì dùng đến gần 10 năm mà vẫn chưa thực sự hiểu biết về sức mạnh của mình luôn đấy. Zoan thần thoại mạnh hơn nhiều. Từ đầu video đến giờ, chắc rằng ai cũng đều thấy một trái Zoan thần thoại tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với trái Zoan thông thường. Không chỉ một mà là rất nhiều đấy. Thậm chí là không thể so sánh được vì sức mạnh là quá cách biệt nhau. Một chuyên gia sát thủ, thiên tài giết người từ khi còn nhỏ, sở hữu sức mạnh của báo đốm với tốc độ kinh hoàng, lại không thể giành chiến thắng trước một thằng nhóc vừa ra biển cách đây không lâu, vì tên nhóc này sở hữu một trái Zoan thần thoại. Nghe thấy thôi là thấy đỉnh rồi đúng không? Sự cách biệt của sức mạnh không phải đến từ việc những sinh vật này không có thật, mà còn đến từ năng lực đặc biệt mà loài đó sở hữu. Tất nhiên là những năng lực hơi hơi bình thường, ví dụ như phun lửa và bay, thì vẫn còn những năng lực như chuyển ra sóng xung kích hay chiến đấu bằng bất kỳ cách nào mà bạn có thể nghĩ ra. Và với những siêu năng lực vượt qua vật lý thông thường như thế, thì có thể nói, để đánh bại một trái Zoan thần thoại thì là một vấn đề rất lớn đối với người khiêu chiến. Nhưng cũng sẽ là dễ hơn nếu như người khiêu chiến cũng là một kẻ sở hữu Zoan thần thoại. Theo như những gì chúng ta được biết, thì đến nay có tổng cộng 8 sức mạnh Zoan thần thoại được tồn tại, tính luôn cái Momonosuke nữa là 9. Và như các bạn đã thấy, thì những người sử dụng Zoan thần thoại này, một số đã đi gặp thần chết không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả là lần nào cũng đều có thể lành lặn trở về mà không bị sao hết. Giống như có một thế lực nào đó bảo rằng, chỉ cần sử dụng trái Zoan thần thoại là sẽ không bị sao cả. Hiển nhiên là luôn có một sinh vật có sức mạnh đặc biệt, giúp cho người sử dụng thực sự có thể bất tử và hồi sinh trở lại luôn đấy nhé. Và đó chỉ mới là một phần nhỏ của loại sức mạnh thần thoại này thôi, mà chúng ta đã dễ dàng thấy được là một trái Zoan bình thường không có cửa để chiến thắng rồi, chứ đừng nói là lôi tường tận chi tiết ra để so sánh đúng không? Con người có thể ăn trái Hito thần thoại được. Và cuối cùng, có một thông tin có vẻ không mới lắm, nhưng chỉ có trái Zoan thần thoại mới có được, còn Zoan thông thường thì không.
Và đặc điểm này nằm riêng ở loại trái Hito. Vì một trái Hito bình thường, khi một con người ăn trái Hito bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đơn giản là bạn không thể nào biến thành một người khi bạn sẵn là một con người hết. Và vì như thế nên một cách may mắn đã được sắp xếp trước. Một chú tuần lộc đã ăn nó và có trí thông minh như người. Và chú tuần lộc này sử dụng trái Hito đó một cách triệt để. Đó là với những trái Hito bình thường. Còn những trái Hito thần thoại thì sao? Đặc biệt ở chỗ, trái Hito thần thoại hoàn toàn mang đến cho người sử dụng sức mạnh của thần. Thế nên là người bình thường khi ăn sức mạnh này sẽ sở hữu được sức mạnh của sinh vật thần thoại, không còn là con người nữa. Tất nhiên là ngoại trừ Onimaru ra thì những người còn lại vẫn sinh hoạt được bình thường. Chỉ khác một cái là họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều mà thôi. Đặc biệt như Luffy hiện giờ, thiệt là không dám nghĩ còn có ai có thể hạ gục được cậu đó luôn đấy. Vì Luffy đã mạnh lắm rồi cơ mà.